Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp bản lề chữ A của nhôm hệ PMA nhé. Mời các bạn đón xem nhé. Ok. Đầu tiên là các bạn nhé, mở hết cỡ cái gong này ra cho mình, hết tầm luôn. Nhé. Có một cái dãy như này. Bạn dùng vít bắn thẳng này, vít bốn cạnh nhé, vít nồi nhé. Ok nhé. Bạn nhớ là vẫn kịch sát ở đây nhé. Bên này cũng thế các bạn nhé, mở phịch hết cái bản này này. Rồi, bạn cho phịch sắt vào đây. Rồi. Tiếp theo là các bạn cửa bộ cánh của nó đây các bạn nhé. Đây. Các bạn dựng đúng theo cái chiều này. Rồi. Các bạn nhớ là kê lên một phần nhé. Đây, mình kê lên một phần. Đây, đúng các bạn nhìn thấy chưa? Đó, kê lên đơn đúng một phần. Bên kia cũng vậy nhé, mình cũng phải kê lên cho nó đều. Rồi, chúng ta bắt cái con đầu tiên trước. Các bạn nào mới làm thì cứ hẵng bắt dần dần nhé, bắt chậm, bắt vừa phải thôi. Đấy. Rồi bắt con thứ hai cho. Rồi ok, tương tự như bên kia cũng vậy nha các bạn nhé. Bên này chúng ta cũng kê lên một phần các bạn nhé. Rồi cũng bắt tiếp con đầu tiên trước. Rồi, con thứ hai. Các bạn mới bắt thì các bạn đừng nên xoáy chặt nhé, cứ dần dần thôi. Nhá, rồi ok. Giờ mình sẽ mở thử cho các bạn xem nhé. Đây này. Các bạn nhìn đây. Rồi. Đây, rất đơn giản là ấy. Rồi. Mình làm video này giới thiệu cho những bạn nào chưa biết nhá. Còn những bạn nào mà biết rồi ấy, thì bỏ qua cho mình nhá. Ok, có ai mà biết mà có cái cách bắt chuẩn chính xác hơn nên nhớ chia sẻ cho mình nhé. Đây mình chia sẻ cho những người nào chưa biết thôi các bạn ạ. Mấy người biết rồi đừng có lén đá mình nhé. Ok, ai mà thấy video này hay nhé, nhớ chia sẻ cho mình nhé. Ok.